xin lỗi, tôi chỉ ném thử thôi, không ngờ là trúng thiệt. Ngã, sao nhóc lại có ở đây vậy? Gì chứ, là Heiji Hattori đây mà. Như vậy có nghĩa là... Thật ra cháu là ai vậy? Edogawa Conan, cháu chỉ là một cậu học sinh lớp 1 mà thôi. Một nhân vật được tạo ra bởi ba của mình, lại còn là người yêu của Holmes thì chỉ có thể là... Cô là mẹ của Shinichi sao? Bây giờ anh đã tìm thấy con mèo đáng yêu của anh rồi chứ? Vẫn chưa, nhưng ta nhất định sẽ tìm ra nó. Sẽ bảo vệ được bao giờ. Tên của cậu nhóc đó chính là Edogawa Conan. Chắc là sắp tới mình phải thay đổi kiểu tóc thôi. Gương mặt của mình mà để tóc quăng nhìn cũng hay đó chứ. Tôi sẽ làm một chuyện dễ thương như vậy với cô à?
Thì ra trong lúc đưa rượu, cậu đã ngửi được mùi hương trên người của ông ấy. Suy luận tuyệt vời, ngươi thật giống y như hôm thu nhỏ vậy. Cô ấy nào? Là cô ấy đó. Hôm nay cô ấy coi chừng nhà cho bác còn gì nữa. Cô gái chán ngắt với cặp mắt dữ dằn không? Xin lỗi cậu nhiều nha. Dì đã chán ngắt và có cặp mắt dữ dằn như vậy. Azusa, sau này cô nhất định sẽ là một nàng dâu tốt. Anh đừng có phát ngôn bừa bãi chỗ đó chứ. Anh rất được lòng của nữ sinh thường xuyên đến bái của chúng ta mà. Trước đây vì mấy câu tán tỉnh của anh mà các cô ấy quanh tặng trang cá nhân của tôi nè. Không biết câu hồi nãy có bị ai nghe thấy không nữa. Nếu có chứ tôi sống không nổi quá. Cũng phải ha. Đối với siêu trộm kiếp này thì trên đời này không có gì là không thể hết. Cậu đừng có nằm ngủ hoài chứ. Cho mượn chiếc hôn đi. Màu trắng giữ nguyên một tư thế nãy giờ bỏ mất chết. Thì đó, những thứ không muốn nhìn thấy cũng đã lỡ. Bác sẽ dễ dàng hiểu được ngay. Nếu như bác là một đứa trẻ con, còn người lớn thì có lẽ sẽ khó hình dung hơn. Người nói chuyện giống như trước đây như là người lớn, nhưng hiện giờ bị biến thành một đứa trẻ con vậy. Sức mạnh tình yêu thật là vĩ đại ha. Chắc còn làm đâu em. Và tiền bao nhiêu cho đủ ai biết ngày sau em. Mắt em còn mỏi không ta tiếng nhìn màn hình. Nhưng tối đi về đơn độc em thấy. Gì? Và tại sao bạn lại có mặt ở nhà cô ấy? Không phải là bạn nói với mình là bạn đang theo đuổi một vụ án lớn hay sao? Trả lời mình đây. Lúc nhận điện thoại của bạn, Ryuko đã khóc rất nhiều. Tại sao vậy Shinichi? Mình thật không hiểu gì hết. Đáng lẽ ra người khóc chính là mình mới phải chứ. Ấn tượng thật đó cậu bé. Tiền đạo số 11 mà tôi vẫn chờ đợi chính là cậu đúng không? Edogawa Konan.
lẹ giữ thần. Tráng chịu đựng đi, bọn chúng là con nít thật sự, chứ đâu phải giống như hai chúng ta. Mới có án mạng mà cậu còn tâm trí để thử bộ con loli đó hả? Nhật Bản đâu có Ayano đang giống em đâu. Với lại các em phát âm tiếng Nhật nghe cũng rất là lạ tai nữa. Nhìn bác sĩ đẹp trai này đi. Cậu nhìn thử đi. Tại sao phải nhìn người khác chứ? Mình thấy mình cũng đẹp trai mà. Shinsekといってもこの子は特別なんじゃ. わしの子供ではないが誰よりも大切な子なんじゃ. わしにはたった一人の家族なんじゃ. Được rồi, cứ tin tưởng ở mình. Thám tử trung học miền Tây Atori Heiji đến đây.
em băng qua mùa đông, cười gió xuân ôm em vào lòng. Thương em bao mùa mưa, thầm thương luôn bao mùa nắng. Thương yêu em không đổi thay, giờ mất em tim tôi hao gầy. Em xinh như đóa hướng dương, đưa mặt trời trong anh tỉnh giấc. Hương thơm hoa lá đơm bông, làm trái tim đôi ta rực hồng. Hai năm thương nhớ bao lâu, nhưng giờ này em đang ở đâu? Thu sang tay lá theo mây, người cứ đi riêng tôi ở đây. Thì chính là người đó đó. Cậu quên thiệt rồi sao Trang? Rốt cuộc là cậu đang nói về ai vậy? Còn ai ngoài tên đạo chính chuyên xuất hiện với đôi cánh phô trương chứ? Chắc chắn cậu ấy đang ám chỉ đồ kiêu ngạo đó rồi. Mình lỗ mãn và nóng tính như vậy sao? Thật ra thì mình không nhớ là đã nói gì nữa. Lúc đó lòng như lửa đốt, và chỉ có một suy nghĩ duy nhất: bằng mọi giá cũng phải đảm bảo an toàn cho cô nhân viên cứu hộ hấp tấp. Anh biết đó là yêu như bài nhạc chiều em đang feel. Anh biết đó là crew, bởi vì anh cảm thấy mình mời em hơi nhiều. Bởi vì chuyện tình yêu đâu ai nói trước được, giờ làm sao để có em yêu bên anh mới được. Cậu cười đùa, cậu hát tùy. Hai cậu thực sự là những thám tử đại tài, tôi rất khâm phục. Tôi biết nó có thể giúp tôi an toàn hơn khi trở thành một con người khác với một cái tên khác và một nơi khác. Nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ lặp lại thôi. Sống như vậy tôi sẽ phải sống lẫn lộn trong nỗi sợ hãi. Tôi sẽ lại phải thay đổi. Hey, je paye un mec facile, attention. DJ Deezer from Drake System. Kuriyama ơi, người phụ nữ đó là ai vậy cô? Cô ta là một luật sư xuất sắc của tòa án Tokyo, được mệnh danh là Madonna của phòng xét xử, tên là Kujo Reiko. Madonna của phòng xét xử, người nổi tiếng khắp nơi đây sao? Cậu sẽ bảo vệ cho mình phải không, Shinichi? Chắc chắn là vậy. Được rồi, mình chắc chắn không phải là một công chúa bé nhỏ yếu đuối suốt ngày trông chờ sự giúp đỡ của cậu đâu. Kudo mà nói chính là cậu thám tử Kudo Shinichi luôn giúp đỡ cho việc phá án mà tất cả mọi người đều truyền miệng nhau, có phải không? Dạ, không phải. Hình như gần đây không nghe thấy tin tức gì của cậu ta nữa. Có thể là cậu ta đã thấy chán trò chơi thám tử. Con tim của em vẫn
say no cát cao dịu dàng êm yên nắng vội mang ánh trắng lẻ loi kẻ trôi theo cùng trời ngã xa vào nơi đầu môi I'm so unknown.